Chúng ta sẽ khái quát về 41 âm vị, đó là chúng ta sẽ làm nguyên âm và phụ âm. Nguyên âm giống như là văn trong tiếng Việt á, còn phụ âm là như vowel receptor. Nguyên âm sẽ có là u e o a i e đúng không, ghép lại ỉ ỏi rất là dễ nhớ luôn. Thì nguyên âm sẽ chia làm đơn và đôi. Đơn là một chiếc, còn đôi là có nghĩa là hai chiếc. Phụ âm là đài nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ để dễ hiểu hơn về nguyên âm và phụ âm này. Ví dụ như đây là nguyên âm, đài sẽ phiên thành ai. Bình thường chúng ta không đọc câu này là gì, ai câu tu rờ mắc kịch, giống như cái phiên âm kiểu tiếng Việt nè, đọc Anh Việt luôn, thùng Việt luôn. Nhưng mà khi mà chúng ta nắm được cái bản ngữ âm này gồm có 44 âm vị thì chúng ta sẽ đọc khác đi. Đó nguyên âm đơn. Bây giờ chúng ta sẽ lại nguyên âm đơn là cái từ này, đài đây có phải là nguyên âm đơn không? Cái này u này, một này, ơ này, đó là nguyên âm đơn này. Còn nguyên âm đôi là ghép giữa hai cái đơn á, hai cái đơn là a i là thành nguyên âm đôi nè, ơ u là thành nguyên âm đôi nè. Mark r này là đơn nè, e này là đơn nè, đó thấy chưa, đôi. Còn phụ âm là vowel register như là âm g t m âm can t đồ đó, rất là dễ hiểu nguyên âm và phụ âm. Khi mà chúng ta đã đọc được những cái từ này thì chúng ta sẽ nói một cách chuẩn chỉ là I go to the market, I go to the market. Đó, các bạn có thích nói như vậy không? Cái hay là nói ai câu tu rờ mắc kẹt. Chúng ta bài sau chúng ta sẽ đi qua cách viết của nguyên âm và phụ âm. Ok.